Đây là chiếc bàn trắng, đây là 5700XT. Trên chiếc bàn trắng có 5700XT. Sau đây sẽ là màn mở hộp và trên tay nhanh RX 5700XT của Sapphire. Về phần kích thước của hộp khá là bé với cách đóng gói tương đối là đơn giản. Sau khi mở hộp ra thì đương nhiên chúng ta sẽ có một em RX 5700XT, một bộ bí kíp luyện công mà mình nghĩ anh em sẽ chẳng bao giờ xài đến. Về thao tác nhấc em nó ra khỏi bao thì mình gặp hơi nhiều khó khăn một chút. Sơ qua về mặt thiết kế thì vẻ ngoài khá là đẹp với ba tông màu cơ bản y như vào hộp là đen, đỏ, trắng. Hai phao làm mát, có backplate và LED ở logo Sapphire. Về mặt tổng thể thì chất lượng ra không khá là tốt vì Sapphire được coi như là đối tác số 1 của AMD rồi, mà gần đây còn được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nên mình nghĩ đây đúng là một sản phẩm đáng chọn mua. Về các cổng ăn chơi thì như thế nào? Như cổng ăn trước đi, phiên bản RX 5700XT mình đang có ở đây thì yêu cầu một cổng cấp nguồn 8+6 pin với năng tiêu thụ tối đa ấn tượng vào khoảng 220W. Mình nghĩ anh em nên sử dụng một bộ nguồn có công suất thực từ 600W trở lên là hợp lý. Chuyển sang với các cổng chơi đi, tổng cộng ở đây có 4 cổng kết nối, trong đó có 3 cổng DisplayPort, một cổng HDMI. Anh em có muốn chúng mình mua một bộ pickup với RX 5700XT không? Hay muốn chúng mình so sánh với mẫu cạc đồ bạn nào? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận của video để chúng mình được biết. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau.